Thằng nhỏ chó cá ăn quá luôn. Hên cái này mua cũng rẻ, có 10.000. 10.000 ký. Nè con. Ăn tép đi. Biết bao nhiêu. Nó con mắt bên này nó mở lên được rồi, phải có thời gian quan sát nó, nuôi rái cá bảo tồn nó trong thiên nhiên. Phải có thời gian quan tâm nó như vậy. Nhưng mà mọi người không ủng hộ tôi un cho cái kênh YouTube tôi un nó phát triển để có thêm kinh phí bảo tồn rái cá thì không có làm nổi. Chỉ có cái kênh tôi un là kênh của tôi un thôi, còn mấy kênh khác là một là kênh tôi đã từng bán cho người ta, hai là của mấy bạn lấy đăng lại.